Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ban Hàng Nhật. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một em lọc không khí thuộc hãng Panasonic, có mã là FVC70XL. Em này cũng là thuộc phân khúc gần như cao cấp nhất của hãng hiện tại. Em này thì những người dân chơi đồ Nhật thì người ta hay gọi là Panacong. Vì sao gọi Panacong? Bởi vì là nó có cái mặt cong, mặt hơi cong về đằng trước một chút, gọi là Panacong. Các tính năng chính của em là không khí là lọc sạch không khí này, khử mùi, cấp ẩm, diệt khuẩn, diệt virus. Ngoài ra nó còn cao cấp hơn những cái em khác, đó là nó lọc được các loại bụi siêu mịn PM2.5. Cái bụi mịn này rất là nguy hiểm cho cơ thể chúng ta, nó có thể đi sâu vào trong phổi. Bởi vì nó siêu mịn cho nên là bằng nhảy mũi mình không giữ được. Thì em lọc không khí này nó sẽ giúp các bác thực hiện được cái tính năng lọc để cho giữ đảm bảo sức khỏe cho chúng ta. Em này thì còn rất là mới, có màu trắng các bác nhé. Em này em có đã chụp ảnh rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua các bác các cách sử dụng em lọc không khí này. Đây là nút bật tắt này, mình tắt bật ở đây. Khi mà mình bật thì máy nó sẽ tự động dâng cái mặt lên, rất là đẹp, rất là sang. Còn đây là em có ghi tiếng Việt cho các bác rồi này. Tính năng buồm. Đây là chế độ tính năng buồm tiêu chuẩn. Đây là cao, đây là thấp. Thường thì mình hay để tiêu chuẩn cho em các bác nhé, để chế độ cấp ẩm tiêu chuẩn. Rồi đây là lưu lượng, cũng như là cái tiếng quạt gió đấy. Đây là chế độ lưu lượng thấp, mình để chế độ đây là trung bình này. Đây là cao này, cao thì gió vù vù đấy, mọi người nghe không ạ? Còn đây cũng là tự động nhé, tiêu chuẩn. Mọi người thường hay để chế độ này cho em nhé, bởi vì là khi mà có bụi, có mùi thì máy nó sẽ tự động cưỡng mức về chế độ cao nhất, khỏe nhất, chế độ tăng cường. Khi nào mà nó thực hiện hết chức năng là lọc sạch bụi rồi, khử hết mùi rồi, thì nó sẽ tự động về chế độ tiêu chuẩn này. Cho nên là mọi người cứ để chế độ tiêu chuẩn cho em. Còn đây là chế độ lọc khí và cấp ẩm. Đây thì đây là to này. Đây mình cứ để tự động, em đã để cài đặt sẵn cái tiếng Việt đây rồi. Mình cứ để cái chế độ tự động cho em. Đây là chế độ khử mùi nhá. Thường thì các lọc không khí nó có hai màng rồi, nó sẽ khử mùi hoặc là lọc khí song song nhau cho mình. Cứ có cái cảm biến của nó có thấy cái mùi hay là cái bụi, nó sẽ lọc cho mình luôn. Đây là chế độ phấn hoa này. Phấn hoa này, rồi đây là chế độ khử mùi. Rồi đây là chế độ khóa trẻ em, đồng thời là chế độ hẹn giờ. Mình ấn một cái thì lại hẹn 2 giờ tắt này, hẹn 4 giờ tắt này. Còn nếu mà mình muốn khóa trẻ em thì mình ấn 3 giây cho em. Ấn 3 giây thì mình ấn các chế độ chức năng bên cạnh sẽ không thực hiện được, bởi vì mình đang để chế độ khóa trẻ em. Khi nào mà mình muốn tắt chế độ này đi thì mình lại ấn tiếp cho em chế độ 3 giây là nó sẽ tự động cắt cho mình. Em này có chế độ rất là thông minh các bác nhé. Đó là chế độ nó có cái mắt cảm biến đèn đêm. Khi mà đêm mình tắt đèn đi thì máy nó sẽ tự động, cái dàn đèn này nó sẽ tự động tắt hết các bác nhé. Tự động tắt hết để cho mình đêm đỡ mất ngủ. Còn đây là cảm biến, người ta hay gọi là cảm biến thân nhiệt. Khi mà nó thấy nó đo được cái gọi là có người ở bên cạnh, có mùi hay là gì đó thì nó sẽ tăng cường lọc cho mình nhanh hơn, hiệu quả hơn. Eco Navi đây. Pana thì luôn luôn làm chế độ Eco. Eco rất tiết kiệm điện. Khi nào mà có bụi bẩn mùi quá thì nó sẽ tự động tăng cường ở cái mức tối đa nhất ở đằng sau cái công suất của nó đây. Khi nào bẩn bụi thì nó về chế độ tối đa nhất thôi, là chính xác là 60W là ở chế độ cao nhất rồi. Còn bình thường thì nó chỉ bằng 1/3 thôi. Ở chế độ lọc thì bằng 1/3 hoặc 1/4 cái công suất lọc của nó thôi. Khi nào em nói là em lọc khí này nó có chế độ thông minh là bởi vì là khi mà nó cảm nhận bụi mùi thì nó ngay lập tức dâng lên, mặt nó sẽ dâng lên. Còn khi nào mà nó lọc sạch rồi thì máy nó sẽ tự động hạ thấp xuống, hạ xuống, và khi nào mà có mùi nó sẽ tự động dâng lên. Rất là tiết kiệm điện, rất là thông minh. Đây là đèn báo
hiển thị cái không khí trong phòng. Thường thì cái này nó sẽ thay đổi liên tục ấy mà, xanh và vàng và đỏ. Đỏ thì hiển thị cái không khí hiện tại bây giờ trong phòng là khá là bụi bẩn hoặc là đang có mùi, thì nó sẽ báo cho mình cái đèn này. Rồi đây, đèn đang nhấp nháy đây là cái đèn báo hết nước khi nào mà mình cần cấp ẩm, mà mình chưa cho nước vào thì nó sẽ báo cho mình như này, hoặc là khi nào mà hết nước nó cũng sẽ báo cho mình đèn đỏ. Mình khi nào mình cần cấp ẩm mình sẽ mở cái bình đây. Cái chế độ cấp ẩm này rất là hay mọi người nhá. Khi mà mình nằm trong phòng điều hòa hoặc là thời tiết hanh khô thì mình sẽ chọn cái chế độ cấp ẩm này. Mình cho nước vào đây, nước lạnh, các bác lưu ý là cho nước lạnh cho em nhá. Mình cho nước vào, mình cấp ẩm rất là tốt cho cơ thể, đỡ bị khô da và khô mũi, nhất là nhà nào mà có trẻ em vừa mới sinh hay là người lớn tuổi mắc các bệnh về đường hô hấp thì dùng em này cực kỳ hiệu quả. Không những em này mà còn những cái em lọc không khí mà của Nhật mà có thêm cái tính năng là cấp ẩm. Cấp ẩm của Nhật thì nó khác những cái dạng phun sương. Các bác không nên dùng cái dạng phun sương của Việt Nam hay là của Trung Quốc mình, bởi vì là cái đấy rất độc hại cho cơ thể. Nó có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe khi mà vi khuẩn virus ở trong cái nước đấy nó bay vào mũi mình, rất là độc hại. Thì riêng cái em lọc không khí này thì nó sẽ tạo ẩm cho mình ở cái chế độ là mình không thể nhìn thấy được mà mình chỉ cảm nhận được thôi. Rất là cao cấp. Đây là hiển thị cái độ ẩm, phần trăm độ ẩm hiện tại trong phòng. Hiện tại bây giờ nó đang ở trong khoảng 50%, thì độ ẩm cũng khá là hơi khô. Hôm nay thì mình có thể cấp ẩm được rồi. Hiện tại trong phòng em đang bật điều hòa cho nên là nó khá là khô. Khi nào sử dụng em sẽ, khi mà hết clip em sẽ cho nước. Ở nhà thì rất là nhiều máy, em sẽ cho nước vào để cấp ẩm cho đỡ mình vừa khô da mà lại đỡ bị khô mũi. Một tính năng hay của em máy này nữa, nó là có thể thay cho mình một máy phát tinh dầu các bác nhá. Mình cho vài giọt, khi nào mình cấp ẩm ấy, mình muốn thơm nhà thì mình cho vài giọt tinh dầu, 1-2 giọt vào đây, vào cái nước để cho nó khuếch tán vào trong cùng nước, hòa tan vào để nó cấp ẩm cho mình, và nó sẽ có tỏa hương thơm mùi dịu nhẹ tùy cái mùi ở cái tinh dầu của mình cho vào. Rất là thích. Trên đây thì em đã giới thiệu qua em lọc không khí của hãng Panasonic có mã là FVC70XL. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật, cũng như là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất bên em. Mọi sản phẩm bên em thì bảo hành 1 năm và định kỳ thì bảo dưỡng trong năm đầu tiên là 1 năm là 2 lần. Sẽ vệ sinh máy móc miễn phí năm đầu tiên của các bác sau khi các bác mua hàng. Các bác mà muốn xem trực tiếp thì có thể chạy qua 265 Bạch Mai, cửa hàng cơ sở chính bên em ở 265 Bạch Mai. Mọi người chạy qua đấy để xem hàng và được tư vấn kỹ càng hơn. Cảm ơn các bác đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.